Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Cuộc Sống ở Đức. Hiện tại thì mình đang đứng ở phía trước của nhà ga thành phố Hannover. Thì hôm nay mình cùng với chồng mình và các bạn của mình sẽ đi Thụy Sĩ, và điểm xuất phát của tụi mình là ở thành phố này. Và điểm đến của tụi mình bây giờ là Interlaken Oost. Và tụi mình sẽ qua đêm ở Interlaken và sẽ ở lại đây một ngày. Và sau đó thì tụi mình sẽ đi tham quan ở cái khu vực này. Khi đi đến Thụy Sĩ á, thì các bạn sẽ thường xuyên bắt gặp những cái con đường như thế này. Hai bên đường là thường xuyên là sẽ có núi nè, nước, rồi cây, cối, nhà, cửa, nhìn rất là đẹp. Cái khung cảnh ở nơi đây á, làm cho người ta có cảm giác là nơi đây rất là bình yên. Tại vì như mọi người thấy đó, cây xanh, nhà, cửa, nhìn trong xanh và nó cảm giác rất rất là bình yên, giản dị. Còn đây là cái khu vực nghĩa trang á, mà nhìn nó cũng đẹp luôn á. Ở kế bên là cũng có sông, nhà, cửa, cây xanh, nhìn rất là đẹp. Thích nhờ. Có cái nhà ở đây là tuyệt vời.